Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tin tức Mekong của truyền hình Hậu Giang được trực tiếp hàng ngày trên sóng HGTV. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019, chương trình có nội dung đáng chú ý. Kính thưa quý vị, cứ đến ngày 15 tháng 6 âm lịch hàng năm, đồng bào Khmer Nam Bộ tổ chức lễ nhập hạ, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gia đình yên vui, hạnh phúc. Thế nhưng năm nay, sau khi thắp đèn xong, vào lúc 3 giờ 30 phút sáng nay, trụ trì chùa Tà Bớt ở xã Thành Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vô cùng tá hỏa khi phát hiện 150 ông Phật lớn đã bị thiêu rụi. Chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin sau đây. Đại đức Danh Phu, trụ trì chùa Tà Bớt cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn, các sư chạy lại xem thì thấy xà la đang cháy. Đại đức cùng toàn thể Phật tử và người dân xung quanh dùng nước dập lửa. Thế nhưng ngọn lửa mỗi lúc cháy lớn hơn nên thiệt hại lớn. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại gồm 150 ông Phật lớn nhỏ, 21 cây nến, mỗi cây nặng 15 kg, ước tính gần 500 triệu đồng. Được biết, ngôi xà la này xây dựng năm 1994. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thắp nến vào ban đêm tại ngôi chánh điện xà la. Một ngôi chùa được xây dựng là biết bao tâm sức, giờ cháy sạch, nơi thờ cúng của bà con gặp nhiều khó khăn. Dân ở đồng bằng sông Cửu Long có gần 500 ngôi chùa Khmer. Như vậy, trong suốt 3 tháng nhập hạ, có đến hàng ngàn ngọn nến lớn nhỏ được thắp dưới hàng trăm mái chùa Khmer Nam Bộ. Cho nên, việc phân công người canh giữ là điều cần thiết nhất để hạn chế sự cháy lan khi thắp nến. Kính thưa quý vị, dù việc sau đây, dù không có lửa lớn, nhưng một tình yêu lứa đôi đã bị thiêu cháy. Tuổi xuân xanh của một người con gái đã phải tàn phai. Tòa án nhân dân quận Thanh Khê hôm nay mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Trương Nam Hải, từng là thiếu úy cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Đà Nẵng. Hải đã đăng ký kết hôn nhưng sát ngày đám cưới diễn ra, anh này lại tạt axit vào bạn gái của mình. Tại tòa, Hải đã nói rõ lý do dẫn đến hành vi quá tàn nhẫn này đối với vợ sắp cưới của mình, khiến cho nhiều người kinh ngạc. Theo cáo trạng, trong thời gian chờ cưới, Hải đọc được tin nhắn phát hiện vợ ngoại tình với đồng nghiệp nên gặp cha mẹ vợ, nhưng không giải quyết được vấn đề. Vào cuối tháng 12 năm 2018, Hải mua 38 lít axit đậm đặc với giá 380.000 đồng, rồi rót khoảng 400 ml vào bình nhựa, sau đó tạt thẳng vào mặt vợ sắp cưới. Axit văng trúng cha mẹ vợ nhưng thương tích không đáng kể. Hậu quả người vợ bị bỏng độ 3-4, diện tích khoảng 18% mặt, cổ và tứ chi, thương tích 46%. Hiện cô này bị sẹo vùng mặt trái, co kéo biến dạng nặng. Phải lột dùng da lưng đắp chữa sẹo hai tay chân, diện tích 5%, thị lực mắt trái 6,5/10. Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 2 tỷ đồng, Hải đã bồi thường 30 triệu đồng. Tại tòa, Hải nói bị cáo không còn tình cảm với bị hại, tuy nhiên rất hối hận với hành động nông nổi của mình. Thời điểm đó, bị cáo cảm thấy rất bức bối và mất kiểm soát. Kết luận phiên tòa, Hải bị tuyên phạt 6 năm tù và buộc phải bồi thường cho nạn nhân 630 triệu đồng. Dù có 600 triệu đồng hay 2 tỷ đồng thì nhan sắc của người con gái bị tạt axit đã không còn. Hải vốn là một cảnh sát am hiểu về pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội một cách có tính toán. Vì thế, cha mẹ của phía gia đình bị hại sau khi nghe phán quyết nói rằng Hải đã làm cho con của họ thân tàn ma dại như thế mà chỉ ngồi tù có 6 năm là không chấp nhận được. Hiện nạn nhân vẫn còn nằm đau đớn trong bệnh viện. Cả hai yêu nhau từ thời học cấp 3. Này vì một tin nhắn chưa rõ là có trên mức tình cảm hay không đã khiến một đời người lỡ dở, một người vướng vào dòng lao lý. Đây thật sự là một bi kịch của tình yêu. Ghen tuông và sự thiếu thủy chung tồn tại trong tình yêu là cội nguồn của sự đổ vỡ. Kính thưa quý vị, gần đây, những người phụ nữ bị bất hạnh, bị gạt, chịu nhiều đắng cay nơi xứ người đều được giải cứu nhờ mạng xã hội. Đó là hiệu ứng rất tích cực, đáng ngợi khen. Nhưng mạng xã hội cũng như cuộc sống có mặt tốt và xấu đan xen. Nhiều người đã lợi dụng sự kết nối rộng rãi này để giở trò lừa gạt. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Ca, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp, vào cuối năm 2018 đã tạo nick Zalo giả là con gái để hẹn hò với người khác giới tên Tâm đến chỗ vắng, rồi phục kích dùng cây đánh, xịt hơi cay vào mặt và dùng dây trói anh Tâm để lấy xe Exciter trị giá trên 46 triệu đồng. Sau khi lấy được xe, Ca đem bán cho Khang. Khang biết xe do Ca phạm tội mà có, nhưng vẫn mua và đem bán lại cho Trí. Sau khi mua xe, biết được xe do phạm tội mà có, Trí đã đăng lên mạng xã hội Facebook và bán lại cho một người khác để kiếm lời. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Ca 10 năm 9 tháng tù. Các bị cáo còn lại cũng chịu mức án thích đáng.
Thưa quý khán giả, hàng ngày đón từ vài chục cho tới vài trăm lượt khách ra vào, các cửa hàng kinh doanh thời trang, phụ kiện điện thoại hay hàng quán ăn uống đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt của những kẻ trộm cắp. Tuy đã có nhiều cảnh báo về tình trạng trộm cắp trong các cửa hàng, nhiều nơi còn lắp cả camera chống trộm, nhưng mà trên thực tế, ý thức cảnh giác của các nhân viên tại cửa hàng chưa cao, cùng với các thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng, khiến cho thời gian gần đây liên tục có nhiều nạn nhân bị sập bẫy. Mới đây, chào sáng ngày 10 tháng 7, chị T, chủ shop bán hàng trẻ em nằm trên đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, Đà Nẵng, đang ngồi bên trong shop thì có một nam thanh niên khoảng 30 đến 40 tuổi đi vào trong. Sau khi tự lựa một món hàng, người này nói vài câu tiếng Trung Quốc rồi rút ra tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng với yêu cầu chị T thối tiền. Lúc này chị T mở ngăn kéo lấy ra hai tờ mệnh giá 200.000 đồng và 30.000 đồng để thối lại cho khách. Tuy nhiên, đối tượng lúc này lại chỉ tay vào tờ tiền và nói seri, rồi chỉ vào khay tiền có mệnh giá 500.000 đồng. Vài giây sau, đối tượng liên tục chỉ tay vào tờ tiền trên, nên chị T đổi tờ tiền khác, thì đối tượng này thò tay phải vào khay tiền, rồi ngang nhiên rút ra cục tiền mệnh giá 500.000 đồng và xòe ra xem một cách tự nhiên. Sau đó đối tượng yêu cầu lấy tiền thối bằng các tờ tiền 100.000 đồng và tiền lẻ, rồi cầm món hàng đi ra khỏi cửa hàng một cách bình thường. Vài phút sau khi kiểm tra lại khay tiền và hình ảnh từ camera, chị T phát hiện cửa hàng bị mất số tiền hơn 7 triệu đồng tiền mặt. Được biết, hàng loạt cửa hàng tại Đà Nẵng cũng đã sập bẫy đối tượng này. Trước đó vào tháng 3, tại một quán cà phê ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, một thanh niên mua ly cà phê sữa với giá 17.000 đồng. Anh ta đưa tờ 500.000 đồng cho nhân viên và được nhận số tiền thối lại là 483.000 đồng. Sau khi nhận tiền, thanh niên này nói mình có tiền lẻ và bóc tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng đưa cho nhân viên. Nhân viên trả lại tờ 500.000 đồng và nhận lại số tiền thối từ thanh niên này. Lúc đưa sắp tiền thối, thanh niên khéo léo dùng tay tách một số tờ tiền ở phía dưới, kẹp giấu vào kẽ ngón tay, sau đó nhét vào ví. Số tiền này là 180.000 đồng. Có thể thấy, thủ đoạn của các đối tượng là chọn cửa hàng có nhân viên hoặc chủ là nữ đang làm việc một mình, đồng thời mua những món đồ có giá trị nhỏ, từ vài chục ngàn đến khoảng hơn 100.000 đồng, rồi dùng tờ tiền có mệnh giá lớn nhất để trả, nhằm nhận lại nhiều tiền lẻ nhất có thể. Sau đó, đối tượng có thể nhanh chóng rút lỗi số tiền vừa nhận, rồi tìm cớ trả lại hàng, trả lại tiền hoặc đổi hàng khác để liên tục thay đổi số tiền vừa nhận. Sau vài lần đổi qua lại, kẻ lừa đảo có thể dễ dàng chiếm đoạt tiền của người bán mà họ không hề biết. Do đó, người dân cần cảnh giác cao độ và bình tĩnh để tránh các thủ thuật làm xiết rồi rơi vào bẫy của kẻ gian. Sự lừa lọc khiến cho chúng ta đôi lúc cảm thấy chán ngán, đề phòng lẫn nhau mà quên đi những điều tốt đẹp vẫn ẩn hiện đâu đó. Nếu chỉ nghe qua, nhiều người sẽ cho rằng công việc thường ngày của người phụ nữ trong bức ảnh này là rỗi hơi. Nhưng khi được gặp, tiếp xúc sẽ không còn ngạc nhiên bởi cảm nhận được sự yêu mến trẻ nhỏ vô bờ của bà. Bà đã chọn một cách sống rất bình thản. Ngôi nhà cấp 4 của bà Cúc nằm ở một góc làng. Từ đầu cổng đến cuối sân nhà có rất nhiều chiếc tiểu sành nhỏ. Bà Cúc kể, vào một buổi chiều hè năm 2009, trong lúc đang nhặt phế liệu tại bãi rác, tình cờ phát hiện một bọc ni lông màu đen. Khi mở túi ra thì bà phát hiện bên trong có chứa 7 xác thai nhi. Sau vài phút định thần, bà đã quyết định mang về chôn cất. Bà Cúc âm thầm làm công việc thu gom xác thai nhi đã 10 năm qua. Có những thai nhi lành lặn, cũng có những thai nhi bị thú hoang ăn mất nhiều phần cơ thể. Bao năm qua, tiền bạc bỏ ra lo cho những sinh linh xấu số, có kể cũng chẳng thể nhớ. Hễ biết trường hợp nào chuẩn bị phá thai là bà chủ động chạy tới thuyết phục giữ lại bằng mọi cách. Đến nay, nhờ sự thuyết phục của bà đã có 79 em bé được ra đời. Bà Cúc cho biết chỉ cần còn sức khỏe thì bà vẫn sẽ đi khắp các ngõ ngách, bệnh viện để đưa các thai nhi bị bỏ rơi về nghĩa trang chôn cất. Đồng thời qua các phương tiện truyền thông, bà cũng mong muốn cha mẹ, các bạn trẻ đừng bỏ rơi các con để các con được sinh ra, được làm người. Việc cảnh sát giao thông ra quân tổng kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã được người dân giơ hai tay ủng hộ. Qua 3 ngày xuất quân đã kiểm tra hơn 614.000 phương tiện, phát hiện và xử phạt hơn 22.000 trường hợp vi phạm giao thông. Tùy theo tính chất vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hơn 1.500 trường hợp,
tạm giữ hơn 3.000 phương tiện, phạt tiền trên 10 tỷ đồng, trong đó gần 900 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn và 17 trường hợp dương tính với chất ma túy. Để đảm bảo việc xử lý vi phạm được khách quan, Cục Cảnh sát Giao thông đã trang bị hệ thống camera tuần tra mini gắn trên ngực áo cho một số tổ công tác để ghi hình, ghi âm toàn bộ quá trình hoạt động trong ca công tác. Thưa quý khán giả, chưa năm nào giải thiệu được cả thương lái Trung Quốc lẫn Việt Nam săn đón mua như năm nay. Giá bán giải cao ngất ngưỡng, xô đổ mọi kỷ lục xác lập từ trước đến nay, giúp cho nhà vườn bội thu lời cao. Và quý vị có biết là bán được một xe giải như thế này thì mỗi chuyến người dân sẽ là được bao nhiêu không ạ? Một người bán đã chia sẻ với phóng viên của chương trình về niềm vui đầy sự bất ngờ này. Người đi bán giải luôn cười tươi khi một xe giải thiều chở ra đến chợ là lập tức được thương lái túm tụm xem hàng ngã giá. Giá giải cao nhất lên tới trên 74.000 đồng một ký. Một xe giải có trọng lượng từ 150 đến 200 ký, nông dân bán được mười mấy triệu đồng. Cái vải sớm của Lục Ngạn nhé, có những ngày lên tới 60.000, 70.000 một cân. Thế mà người ta thổ hơn 2 tạ, thì một chuyến thì được mười mấy triệu. Rất là tuyệt vời, về là khỏe hết cả làng. Thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh hiện có khoảng 28.000 hecta trồng giải thiều. Trong đó, sản lượng giải thiều so với năm ngoái sụt giảm 68.700 tấn do thất mùa. Trái giải lại được chăm sóc tốt nên có chất lượng cao khiến giá bán tăng. Giá giải thiều toàn vụ cao nhất là 74.000 đồng một ký và thấp nhất là 18.000 đồng một ký. Giá trung bình toàn vụ lên tới 31.800 đồng một ký. Và đây là mức giá trung bình cao nhất từ trước đến nay ở tỉnh Bắc Giang. Giá giải thiều tăng cao đã kéo doanh thu từ cây giải thiều tại Bắc Giang năm nay lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 4.675 tỷ đồng. Dân đã lâu lắm rồi thì người dân Bắc Giang mới hưởng được một ngày mưa trọn vẹn như vậy. Còn đối với bà con miền Tây thì cũng đang mong chờ là sẽ trúng mánh trong con nước sắp tới. Thưa quý khán giả, và hàng năm cứ vào tháng 6 âm lịch thì con nước bắt đầu quay. Những dòng phù sa ngầu đục từ thượng nguồn sông Mekong bắt đầu đổ về vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và đây cũng là lúc mà ngư dân tất bật sắm sửa ngư cụ chuẩn bị cho việc mưu sinh trong mùa nước nổi. Người dân đang tất bật chuẩn bị các ngư cụ như câu, lưới, đủ, chớn, lập cá linh, lập cua, sẵn sàng cho một mùa mưu sinh nước nổi. Tùy vào số lượng thành viên mà mỗi gia đình chuẩn bị từ một đến một vài ngư cụ đánh bắt. Theo nhiều hộ dân cho biết, nếu như năm trước thời điểm này con nước đã nhảy khỏi bờ, người dân đã bắt đầu cho cuộc mưu sinh mùa nước nổi, thì hiện tại con nước lại rất thấp, cho thấy mùa nước nổi năm nay đến chậm hơn so với mọi năm. Người dân lo lắng, theo đó nguồn cá tôm cũng sẽ không phong phú như các mùa nước nổi trước đây. Dân, đó là sự lo lắng của người dân miền Tây từ những kinh nghiệm khi mà nhìn con nước mấy nay. Vậy thì nước ở sông Mekong đang xảy ra chuyện gì? Thưa quý khán giả, và những hình ảnh sau đây ở Campuchia và Thái Lan đang khiến cho bà con miền Tây kinh ngạc. Từ lâu thì biển hồ, nổi tiếng là hồ nước ngọt, điều tiết nước cho khu vực hạ lưu sông Mekong. Toàn bộ biển hồ tiếp giáp với 5 tỉnh của Campuchia vào mùa khô. Diện tích của hồ là khoảng 10.000 km vuông và thường tăng lên thành 16.000 km vuông vào mùa mưa. Tuy nhiên năm nay vào thời điểm này đã là mùa mưa nhưng mà xuất hiện một hình ảnh trái ngược, mực nước ở biển hồ đang cạn kỷ lục. Thưa quý khán giả, và đây là hình ảnh ở làng nổi trong Kony ở trên biển hồ của người gốc Việt ở Siem Reap, Campuchia hiện tại. Như quý khán giả có thể thấy thì đang gặp rất là khó khăn khi biển hồ cạn trơ đáy, ghe bè mắc cạn. Cả làng nổi trong Kony gần như không thể di chuyển vì bị mắc cạn. Người dân không có nước sử dụng, phải đào hố dưới bùn để lấy nước đục lóng phèn xài. Bè của người dân không thể nào di chuyển ra khu vực còn ngập nước. Hàng trăm hộ dân gốc Việt ở khu vực này thì đang phải khốn đốn vì mực nước cạn chưa từng thấy. Còn người gốc Thái thì sốc khi thấy cá tôm chết dưới đáy sông Mekong khô cạn. Sông Mekong ở Thái Lan trơ đáy ngay trong mùa mưa. Tờ Bangkok Post vào hôm ngày 14 tháng 7 đưa tin, mực nước trên sông Mekong tại Lào hiện ở mức thấp nhất trong 10 năm qua. Và cụ thể, mực nước sông ghi nhận được là 2,6 m, thấp hơn khoảng 10 m so với điểm tràn trên bờ sông Mekong. Nước sông Mekong xuống thấp chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đồng bằng sông Cửu Long và một trong những nguy cơ gây thiệt hại lớn nhất là xâm nhập mặn. Mặc dù xâm nhập mặn chưa đến, nhưng hiện tượng sau đây đã và đang tàn phá đất đai của người dân rất nhiều. Sáng nay tại tuyến đường nông thôn thuộc ấp Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã bị sạt lở nghiêm trọng.
Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 22m, ăn sâu vào bờ 3m, làm một căn nhà của hộ anh Trần Văn Trung em rơi xuống nước, ước thiệt hại tài sản khoảng 40 triệu đồng. Thưa quý khán giả, trong các loại bưởi ngon và nổi tiếng hiện nay thì bưởi da xanh nổi tiếng hơn cả với hương vị thanh ngọt và màu sắc bắt mắt. Chỉ cần ăn một lần thì sẽ bị loại quả này chinh phục, muốn mua về ngay để làm quà. Chỉ với hơn 200 nhánh bưởi ban đầu, sau một thời gian nghiên cứu và canh tác thì một lão nông 70 tuổi ở tỉnh Trà Vinh đã trồng thành công giống bưởi da xanh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đem về tiền lời hàng tỷ đồng mỗi năm. Đây là căn biệt thự của hộ ông Võ Văn Trà, hay còn được bà con lối xóm gọi ông là ông Hai Trà, ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, được hoàn thành cách đây 6 tháng. Để có được thành quả đáng ngưỡng mộ này, ông Trà phải cảm ơn chính là những cây bưởi da xanh trong vườn nhà mình, nhân tố chính để ông có được một khối tài sản như hiện nay. Điểm đặc biệt của mô hình trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn Việt Gáp nằm ở chỗ nhà nông phải sử dụng các loại phân chuồng, trùng quế, mụn dừa và đặc biệt là nuôi kiến vàng để hạn chế dịch bệnh trên cây bưởi. Đối với việc ủ phân chuồng, ông Trà cũng có bí quyết riêng của mình. Phân bò phải phơi cho thật khô, sau đó ủ thêm lớp đất và tưới nước, đợi tầm 3 đến 4 tháng phân sẽ sử dụng được. Muốn xác định việc ủ phân có đủ độ ẩm hay không thì phải nhờ vào những con cuốn chiếu này. Bởi nếu môi trường phân quá khô thì cuốn chiếu sẽ không sống được. Cứ mỗi miếng chuồng cách 10 mét thì ông lại trồng một cây dừa. Do rễ dừa có khả năng hút phèn, giúp cải thiện tình trạng đốt phèn đáng kể. Để trồng được cây có múi đạt hiệu quả, bà con nên nuôi kiến vàng, vì đây là loại côn trùng rất có ích. Chúng tiêu diệt được các trứng sâu, bệnh, cho trái bóng đẹp. Do vậy, vườn bưởi của ông rất ít sâu bệnh, trái kích cỡ đồng đều, nặng từ 1 đến hơn 2 kg. Cái vụ thì ví dụ như 5-12 tháng như vậy là nếu mà mình rải phân tưới nước đủ là hàng tháng mình đều cắt. Như của chú đây một tháng là nếu cắt là năm rồi đó khoảng 3 tấn trong tháng. Cứ đều lên là tới hết năm thôi. Hồi năm rồi này của chú là bán tổng kết lợi cuối năm là được 1 tỷ. Trừ có 20 triệu thôi, còn lại là lợi nhuận. Tiếng là đồng xa, sản phẩm của ông đã được phân phối rộng khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và khoảng một năm nay, đã có thương lái ở thành phố Hồ Chí Minh bao tiêu toàn bộ. Có thể thấy mô hình nông nghiệp sạch đang dần lan tỏa rộng khắp, được nhiều nhà nông trên cả nước áp dụng. Mong rằng ngày càng có nhiều bà con nông dân áp dụng theo phương pháp canh tác này để từng bước đưa trái cây Việt phủ sóng toàn cầu. Mô hình nông nghiệp sạch không chỉ đem lại hiệu quả về kinh tế mà còn giúp bảo vệ môi trường trước tình hình ô nhiễm hiện nay. Với cách làm thông minh theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp, lão nông trồng bưởi da xanh đã gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Hy vọng trong thời gian tới, nhiều bà con nông dân có thể áp dụng tiêu chuẩn này cho nhiều giống cây ăn trái khác. Và nội dung này cũng đã khép lại chương trình tin tức Mekong ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.